Chào cả nhà, chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người ngày mới an lành và khỏe mạnh nha. Nay đi gặp được một ổ, còn con ổ luôn. Đó, đèn còn ổ luôn nè, dịch nè, gắn sẵn luôn. Nãy thấy mà đi bắt ốc cả nửa tiếng hồ mới được con ốc. Giờ kiếm được bầy để câu là cũng cực lắm nha mọi người. Quá cực luôn á, đi dữ lắm luôn. Dịch bữa mua 3 con, bây giờ còn có 1 con à. Nhốt nhà không biết làm sao, con chuột nó vô nó lụm hết 2 con luôn. Đó. Rồi cũng gán đi kiếm bầy để ra video cho mọi người cùng coi cá lóc nó táp cho hồi hộp để chơi mọi người ha. Mong mọi người ủng hộ kênh. Cho mình xin một like nha. Anh em nào xem được video này cho mình xin một lượt đăng ký cho mình có động lực để mình đi kiếm bầy ra video cho mọi người nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nhấp đặt máy quay luôn. Khi nào táp mình quay lại cho mọi người coi ha. Rồi, tí gặp lại nha mọi người. Táp rồi mọi người ơi, sung quá nó táp ở ngoài luôn mọi người. Thả lưỡi luôn ha, lên cá luôn mọi người. Lớn 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 lớn. Ê, vuốt, ê, bảy giờ lên. cầm quay nhanh chứ à, mày được lên quay nhanh chứ. Lên nè mọi người ơi, được lên quay múc nè đi. Lên rồi, cá sung thiệt, góc đầu nó quất luôn. Trời ơi, để xuống chỉ được 5 phút nữa. Gửi 250 á, rồi thấy không? Quá hay luôn, sướng thiệt, không ngờ nó sung quá. Thôi, video mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo mọi người. Chào, hẹn gặp lại nha. Quá đã.